các bạn quay lại kênh Kim Chi. Mình xin thành cảm ơn các bạn đã đăng ký và ủng hộ cho kênh của nhà mình. Và bạn nào đang xem mà chưa bấm đăng ký thì vui lòng bấm đăng ký cho nhà mình nhé. Hôm nay nhà mình có mặt tại sân bay Kim Phu và tiến hành hành trình đến đảo Jeju Do. Và theo các bạn biết thì do dịch bệnh Corona, hiện giờ chính phủ Hàn Quốc đã hủy bỏ việc miễn visa cho người Trung Quốc vào đảo Jeju, nên đây cũng là một cơ hội để cho nhà mình tham quan một cách thoải mái. Và một điều bất ngờ là vé máy bay khứ hồi cho cả gia đình mình chỉ khoảng 200.000 won thôi các bạn, chỉ khoảng 4 triệu tiền Việt của mình đấy, rẻ bất ngờ phải không ạ? Mình xin hẹn gặp các bạn tại đảo Jeju những cuộc hành trình thú vị nhé. Sau khi đến sân bay quốc tế đảo Jeju thì nhà mình đi xe trung chuyển đến cái chỗ mà mình đã về đặt trước rental car đó các bạn. Chỉ cần các bạn search ở trên mạng thì sẽ có rất là nhiều dịch vụ cho thuê xe. Nhà mình thuê xe trong 3 ngày 4 đêm chỉ với khoảng là 65.000 tiền Hàn. Đây là xe của nhà mình đấy các bạn. Bây giờ ba của Jin đang chụp hình những cái vết chày trên xe. Cái điều này đảm bảo cho mình đi khi làm chứng cớ. Chẳng hạn như là nếu mà bạn thuê mà có tai nạn này như thế thì bạn sẽ đều phải bồi thường tất cả. Và sau khi nhận xe thì nhà mình lên đường đến tham quan vườn quýt có lần tại sân bay. Thì nếu như các bạn đi taxi thì từ sân bay chỉ mất khoảng 15 phút thôi các bạn nhé. Chúng ta đang tiến dần vào trong vườn quýt, và trước khi các bạn tiến hành tham quan hái quýt thì các bạn phải nghe ông chủ vườn quýt giải thích về cái nguyên tắc như thế nào nhé các bạn. 어머니가 선 지키면 더 넣어드리거든요. 네. 요 선 짓고 따오시면 돼요. 어디가 선 진짜 웃겨. 요즘 요 선 따오시면 돼요. 아까기 선 지키겠다. 채우미는 300 거예요. 저희 어머니 따라가시면 설명해 드려요. 저 안에는 더 따뜻해요. 선수라에서의 다워요. 지원이 다우다. 넘어져 손 빼. 지원이 다우다. 네 하이브트. 위에 것만 따서 전화 먹어볼까? 예, 일로 와봐. 먹고 시작할게. 전화 일로 와봐. 이게 예. 실온에 놔두면은 이제 두 달까지 보관이 이게 지금 온도에 얼마 좀 돼요? 아 지금 한 예, 한 25도. 한 25도요? 네. 그 어떤 게 맛있는 거예요? 아 지금 언니 색깔 다 익었으니까 색깔이 주황색? 주황색만 되면 찌푸색 이런 거. 진할수록 더 맛있는 거예요? 진할수록 맛있는 거예요. 요 안으로 가면 많으니까 이제 안으로 가보자. vườn quýt này các bạn là nó trồng tất cả là có thể là ba loại quýt, nhưng mà một loại quýt đó gọi là khăm chưa, một loại là ha bông, một loại là son hay hang. Thì quýt ở Hàn Quốc thì ở đảo Jeju Do là nhiều nhất, và các bạn thấy đấy thì đảo Jeju Do thì thời tiết ấm áp, cho nên là dù cho mùa đông đi nữa thì họ vẫn có thể mà trồng được những cái loại trái cây như thế này. Và cái quýt này gọi là son hơi han thì nó là một cái loại quýt mà được lai cái vị của nó thì hay giống như là cam, nhưng mà thật ra là trái nó thì lại bự hơn là trái quýt thông thường. Cái trái của nó thì bự cỡ tà trái cam gì đó, nhưng mà vỏ rất là mỏng nha các bạn. Cái phí để mà mình tham gia hái quýt cho một người là 20.000 won, 20.000 won thì khoảng 400.000 tiền mình. Và bạn có thể vào đây vừa hái và vừa ăn thoải mái, ăn thoải mái luôn. Và khi mà đi ra khỏi đây á, thì bạn sẽ được đem là mỗi một người là khoảng 2,5 kg. Và hôm nay thì gia đình mình là chỉ trả tiền là cho 3 người, là cho mình và ba và Chiwon thì được miễn phí. Thì 3 người thì 60.000 won, và mình có thể đem ra khi mình vào đây mình thử nghiệm, mình hái quýt xong mình có thể đem ra là khoảng là 7,5 kg. Hái nhiều chưa Chiwon? Dạ. Ôi, ta muốn. 알았어. 넌 니 거 니 거만 담아. 어, 내 거. 짤 거 거. 누나는 누나 거 한데 내 거. 니 거 여기 있잖아. 네. 건 ấy hái nhiêu này rồi nè. Đâu, con hái được bao nhiêu trái rồi? Một trái. 네. 담으면서 먹어. Hôm nay thì thật ra là nhà mình sáng nay chỉ ăn đơn giản thôi các bạn. Ở sân bay thì ăn bánh mì sandwich với chem thôi, cho nên bây giờ là đều rất là đói bụng ha. Có thể là hôm nay mình ăn quýt hồi nãy chiên đó là ăn tới mấy ký luôn đó. Nãy giờ con ăn được mấy ký rồi? Một ký rồi. Một ký rồi. Bự không mọi người? Nà tôi cho. Wow, chính là như khu ta. Đã thấy tắt xong.
bự à. Ê con cẩn thận đi. Con trái à chỗ nào? Tháo trái rồi mọi người. Con gì? Đi hái nữa. À con cẩn thận. À chưa ăn dính nha. Ý chang. Giờ cái con vẫn chả lại được. Hai con chả lại được. Rồi mẹ biết rồi. Cắt một lần nữa. Ua, được ta. Ngon không chị Won? Ngon không con? Chị Won à, đói bụng hả? Ăn nhiều dữ vậy? Wow, trái này bự quá trên này. Mọi người trái này bự phải không? Nè, mình cắt ở trên này. Ở đây trước. Cắt rồi phải không? Xong rồi ở đây cắt cho ngắn. Rồi còn bỏ vô. Bỏ vô cái thùng gì cắt nè. Xong rồi là mình muốn lột ăn. Là nè mọi người ở đây phải không? Bỏ cái kéo vô. Xong rồi phải không? Cắt cho tròn. Các bạn cùng mình ăn thử trái quýt này nha các bạn. Cái vỏ nó rất là mỏng. Đó, thật thấy không? Trang này cái nông trại này rất là nổi tiếng các bạn. Họ không dùng là những cái chất mà giống như là diệt cỏ hay là những cái chất mà để mà tạo màu hay là đánh bóng gì hết trơn á, rất là tự nhiên. Cho nên mình thấy rất là an tâm là mà ăn cái quýt ở đây. Hiện bây giờ thì nhiệt độ ở trong cái mini house này là khoảng là 25 độ C. Thử nha các bạn. Khai đục khu mộ đi cả cái nào kìa. Chua quá, chua quá. Cho bể bụng luôn. Nếu như các bạn mà có dịp đến đảo Jeju chơi thì các bạn nên đến đây để tham quan một lần trong cái những cái điểm du lịch hot nhất ở đảo Jeju nhé các bạn. Ba của chị Linh đó từ đầu tới cuối giờ là vẫn đứng ở một cây quýt này thôi các bạn. Mà thật tình mình đi xung quanh nãy giờ cây quýt này á là rất là trái rất là to mà ngon nữa, không cần đi đâu xa hết trơn á. Vitamin C tự nhiên nè. Này, cảm ơn đi ra. Cảm ơn. Thì phong chiều nè. Ba bịch đó các bạn, một bịch là 2,5 kg nè. Một bịch 2,5 kg nhưng mà bà chủ cho gần 3 kg đó. Nói chưa? Dạ con ăn nhiều lắm rồi kìa. Ăn 100 ngàn hơn nữa. Nãy giờ con ăn bao nhiêu trái rồi nói coi. Gần 4 trái hơn. Trời ơi, giữ gì đó hả? Dạ. Ăn 4 trái luôn. Mà con thì ăn cho no mới được. Về tới bụi quá. Ăn 5 trái mà còn đói nữa hả? Dạ mà con ăn thì mình con hái thì hái trái bự và ăn thì ăn thì ăn trái nhỏ nên bây giờ còn đói bụng rồi có bụng trái cây rồi có bụng cơm mà bây giờ thì con thì bụng trái cây thì ăn xong rồi bây giờ thì đi ăn bụng ăn cơm. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi cuộc hành trình đầu tiên của nhà mình tại đảo Jeju Do. Và cho đến bây giờ bạn nào theo dõi mà chưa bấm đăng ký kênh thì vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho nhà mình nhé. Sau khi ăn trưa thì mình sẽ tiến đến điểm tham quan tiếp theo là quán cà phê nổi tiếng của Karong và hang động Mạng Trang Phu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cuộc hành trình tiếp theo.